Chú ơi, chú làm phước được mấy cái cảnh này là có phước lắm thiệt. Ôi trời. Đi qua đi, không sao đâu, không dạ, có chìm đâu. Không qua được mà. Nè, nhỏ em chồng mới cho nè, mới cho hôm qua nè, nó mô Phật nha, tôi nói đâu ra đó mới cho nè, được chục ký lô. Tiếp theo một cái hành trình thì nghe cô Năm nói rằng là bà cụ này á bị bệnh tiểu đường, lỡ lét tay chân mà không có. Tôi là người đem đi thử. Dạ, không có tiền mua thuốc cho cô bác anh chị. Đó, thấy ông tay chân lỡ lắm chân luôn. Rồi, xuống đi, tôi đưa đi. Dạ. Có chồng con gì không? Có chồng mà không có con. Hai vợ chồng thôi. Ừ, chồng đi mặn mướn, ngày nào cũng đi làm mà. Cái này là của cô Sáu hả? Cái ghe đó của bà này nè. Vậy là cô Năm với cô Sáu là chị em ruột hay sao? Dạ, ổng. Ổng là em ruột của ổng, tôi là người chị dâu. Qua cái vỏ kìa bà, nó vững hơn. Nguy hiểm quá vậy. Ngồi em đi, không sao đâu. Tôi người chị dâu. Dạ. Con nít ở đây nó bơi giỏi lắm mọi người. Bé nó bơi nhỏ xíu mà nó bơi cái hay em lắm. Kêu con bé bơi. Không sao đâu. Bà ơi, nguy hiểm quá. Không sao đâu. Lắc ngồi đi. Nhà này hả? Dạ. Này có, là cái bè à. Có con, có không có con đứa nào mà bà bảo dưỡng nuôi hết. Bà Năm. Hả? Bà Sáu nhiêu tuổi rồi? Cũng sáu mấy rồi. 61, 62 gì đó. Cái này là cái gì đây? Đó, cũng này đi. Là cái bè nổi. Ừ. Rồi. Chú ơi, chú làm phước được mấy cái cảnh này là có phước lắm thiệt. Ôi trời. Đi qua đi, không sao đâu, không dạ, có chìm đâu. Không qua được mà. Đây có trồng cây nữa nè mọi người. Cây sứ. Đó, bệnh tiểu đường. Tôi đâu có biết nó bệnh tiểu đường đâu chú. Bữa hổm tôi đi lên chẩn tôi thử, dám 200 mấy gần 300 độ. Tiểu đường bữa ăn cái tay cỡ đó luôn. Ăn cái tay lọ lét hết bùi, không có dám quay á. Tại vì có một số hết trơn luôn, cảm luôn á mọi người. Ăn cái tay mình lên lỡ rồi ăn hết trơn. Bây giờ thuốc men rồi, coi được rồi thuốc men cũng cái tay cũng đỡ rồi nè. Nè, chú thấy tay không nè. Lọ lét hết à. Ừ đó, thấy không. Nè, ăn tới bên này nè, tôi thuốc men này kia nọ lo nó bớt rồi nè. Bớt rồi còn bên này. Đỡ quá chú, đừng không có tiền thuốc men. Bữa nay đám dỗ thằng em đó. Thằng em chồng nó thằng cái ghe chìm này nè. Rồi bao bớt. Cái bè này là bà Năm ở bao lâu rồi? Không, bà Sáu. Bà Sáu ở bao lâu rồi? Lâu rồi, cũng mấy năm rồi. Cũng người ta thương lượng, người ta bán rẻ cho hai có 2.500.000. 2.500.000? Ừ. Bán rẻ cho thấy vợ chồng vậy, người ta cũng thương lượng, người ta cũng bán rẻ cho ở chứ không cũng ở cái đèn vậy, chìm lên chìm xuống chúng tôi. Bà bị lãng tay hả? À. Còn ông đâu? Ông đi mằng mướn, ngày dạ. Nào cũng đi sân. Làm gì bà? Đi ở rợ mặn người ta, ta kêu mặn gì mặn đó. Ừ. Đó mặn được nhiêu tiền gì lo bà hết chứ không có tiền, bây giờ gạo cũng không có ăn. Gạo không có ăn luôn hả? Ờ. Không có gạo thì ăn không gì. Không tiền cũng men rồi gặp mặn cũng đụng. Thì bây giờ chị em ở đây thì người này chia sớt lon hay lon ăn. Thôi cho con coi lu gạo với. Đi dở lu gạo cho người ta coi. Hả? Nhưng mà chứ thôi. Tức nè, nhỏ em chồng mới cho hôm qua nè, nó mô Phật nha, tôi nói đâu ra đó mới cho nè, được chục ký lô. Rồi bên kia. Bên nào? Cái thùng bên kia. Cái thùng này có gì đâu. Đâu. Đó. Nhỏ em chồng thứ 8 mới cho được nhiêu gạo ngày qua đó. Cái này là ở phòng ngủ hả? Ừ. À. Mà không có ngủ đâu, bỏ quăng vậy đó. Ngủ đây nè. Thì nghiệp lắm chú. Cái này là phòng gì? Cái phòng để đồ để đặt, có ngủ nghe gì đâu. À. À, ông chồng đi phá rồi. Khóa rồi. Ừ. Còn sinh hoạt tắm rửa ở đâu bà? Bà Năm ơi. Hả? Bà sinh đây đúng không? Ừ đó, phòng vệ sinh. Tắm ở đâu? Tắm ở trước. Cái bè chú bước lên nãy đó, tắm bè đó. Tắm rồi thay đồ ở trong này. Dạ. Không thôi mở cửa này thay đồ.
nấu nước ăn uống làm sao? Đó, nấu đi nè. Đây nè, tôi... Cái cây đó ở đâu? Hả? Cây gò cây ở đâu? Đây nè, thuốc tiểu đường nè, tôi cũng bị tiểu đường mà tôi hết nè, nè nè nè, thuốc này nè. Đâu rồi? Nè, tôi hết tiểu đường là cây này nè. Tôi nói thẳng với chú, tôi bị bệnh tiểu đường 4 năm. Hết mà, tiểu đường luôn? À, mà tôi uống cây này là tôi hết tiểu đường luôn đó. Cây này là cây gì? Cây cò ke. Cây cò ke kêu theo tiếng khơ Campuchia. Campuchia. Dạ, làm gì vậy? Cây cò ke với lại cây mai dương. Chú biết cây mai dương không? Biết, con biết. Ừ. Cây mai dương với cây cò ke này mình gạt tư vậy đó, mình để cho ấm mình nấu uống. Tôi uống năm nay nữa tôi hết hơn một năm rồi. Là tôi cũng bị tiểu đường. Kiếm ở đâu? Trời ơi, lên tới Kaka mới có. Việt Nam mình làm sao mà có. Nè, bữa hổm tôi đi là đám làm từng xã tang cho bà chị ruột tôi ở Hồng Ngự á. Tôi lên tới trên ca tỉnh này, tôi đi kiếm gì cho bà nè. Kiếm được nhiều không bà? Đây nè, kiếm được nhiều nè. Nở nỡ gì nó khổ quá rồi. Nè. Không có thuốc men. Đó. Chồng không mặn không đủ ăn. Này nấu để uống hả? Nấu cái này với cây mai dương. Còn dưới kia là gì tùm lum hả? Đầu đạc của bà không à. Cây này nè, với cây mai dương. Thầy con biết rồi. Dạ, chung. Dạ. Tôi nói chú bây giờ chú đi nhiều hơn tôi không có đi, mà chú có đi mà gặp ai mà có cái bệnh này thì chú chỉ đi uống, nhớ chú nói, chú nhớ nói cây cò ke với cây mai dương. Tôi bị 3 năm là tôi nhờ uống cây này với cây mai dương là bây giờ tiểu đường của tôi là hết trơn hơn một năm rồi. Giờ tôi thấy vậy bữa hổm tôi đi đám giỗ chị tôi bữa. Tôi cũng kiếm, cũng có thằng cháu đi kiếm gì cho bà uống đó. Bà Sáu là bao nhiêu? Bao nhiêu bà nói, bao nhiêu tuổi? Bà cũng năm mấy rồi. Năm không uống cái mà đi thuốc men. Cũng năm 7, năm 8 rồi. Làm phụ thôi đó. Tôi nói chú đi mằng ở, đợi người ta mằng bữa, ngày nào cũng đi lo cho vợ, ngày nào cũng đi lo cho vợ. Có khi lắm lúc là thiếu ăn luôn. Năm mươi mấy tuổi thôi. Dạ. Bà sao thấy các con lấy? Thì bà này là em ông đó thứ xã, thứ năm bà này thứ sáu. Ông xã tôi là mà thứ năm bà này thứ sáu. Thường là làm nghề được nhiêu tiền? Trời ơi, đi ở đợi người ta ngày có 100 lữ cứ hả? Tới năm về chiều mới được gì ạ? 100 lữ? À, rồi về cái lo thuốc, lo men, ổng là hết. Đó, con nhỏ em chồng ngày qua thấy hết gạo ăn nó mới mua cho 1 chục kg lô. Ai mà nhỏ em chồng thứ tám, bà này thứ sáu, nhỏ kia thứ tám. Khổ lắm, không có con đứa nào chứ. Ổng thì còn có con, mà con của ổng tôi bảo đảm chú con ổng cũng không có nhờ cậy gì được đâu. Tại vì tôi nói với chú nó cũng bằng ăn lụn, thiếu nợ thiếu nần, quá thiếu nợ rồi. Rồi làm sao mà lo cho cha được. Nợ nùng thì người ta lợi, người ta siết mỗi ngày đó, hai thằng đó đó, thằng thứ ba thằng thứ tư đó. Chứ không phải mà nó bỏ cha đâu, mà có con cái thế nia cũng nợ mình quá trời. Rồi sao có sức khỏe mà để nợ như vậy? Ai? Do sanh nhiều đúng không? Không, cái thằng đó thì 4 đứa, còn con nhỏ thứ tư, nhỏ con gái thứ tư của ổng thì cũng 4 đứa, 3 gái 1 trai, còn thằng đó là 4 đứa con gái không luôn. Không có thằng trai nào hết. Còn bà này là không có đứa nào luôn. Có một đứa mà nó. Bao nhiêu năm rồi bà Sáu? Không có, bữa hổm thì hỏi bà có biết gì đâu chú ơi. Dạ. Tôi đem bà đi lên trên bác sĩ tôi thử hen, là bị tới 292 độ. Dạ. Mà người ta nói bà là bị 2-3 năm mà. Bác sĩ người ta nói trả lời tôi. Tôi nói bà bị 2-3 năm bởi gì đó. Nè, bị 2-3 năm bởi gì nó mới ăn cái tay cỡ này nè. Đó lét nhìn. À. Đó. Phải chi mà như tôi á, tôi phát hiện liền, tôi trị liền. Còn bả tới 2-3 năm chờ. Đó. Rồi đi lên rồi bác sĩ người ta nói. Bao nhiêu năm rồi bà này, cụ này vậy nhiêu năm? Năm 81. Vậy ở đây không hả? Dạ. Ở trong kia ra, trong cung thiếu nhi chổng người ta đuổi ra, người ta mới cắt nhà cửa mới ra động nhung cục. Đây là chị em động nhung cục đây nè.
có con đâu. Rồi đó giờ sống trong ghe này thôi chứ không. Thì sống ghe này cũng ghe của tôi nè. Tôi thấy khổ khắc quá, tôi đưa cái ghe này cho vợ chồng ở thì người ta không con. Còn ổng thì ổng có con, tôi mới qua cái bè đó tôi ở đó là tôi nói thẳng với chú luôn, tôi không giấu giếm gì. Sao lúc nãy bà nói là ghe này bán 2 triệu rưỡi? Thì ghe này của tôi bán cho nó 2 triệu rưỡi mà tôi qua cái bè đó tôi ở. Chứ bây giờ ở cái bè thôi tôi nói chú, lúc mà phong bụi lại quay cái nhà tôi mà cho tôi cái ghe còn đỡ hơn là bà ở hơn tôi. Lúc đó bà ở đâu? Ở cái bè đó đó. Bè nào? Bè bên đó. Đó cái bè bển đó. Cái bè đó lúc đó bà ở mà. À, ừ. Thấy tôi bán ghe này cho nó là tôi qua bè đó đó. Sao vậy? Thấy nó khổ hơn mình. Cho mình thì khổ hết trơn, nó lúc đó là ông vớt mũ vớt đầu được. Đó rồi mình thấy thôi mình để cho em nó ở thế rồi tôi cũng lấy đậm số tiền đó để lo thuốc lo men cho ổng này kia nọ. Bệnh xỉn mà tôi nói đã, chú đó, không. Nên tiền bạc không có thuốc men. Thuốc men của ổng hay một ngày mà dưới 100 ngàn là không thể nổi ông chồng tôi. Đi làm mà thôi là bứng ngày có 200 ngàn. Từ hồi cái lúc mà tôi lấy cái ghe này tháng 4 ha. Tháng 4 tới tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8. Tới cái lúc mà qua Tết là không còn mặn gì được nữa. Ông chồng của cậu Sáu là bao nhiêu tuổi? Cũng tuổi con chuột á. Cũng năm mấy. Năm mấy tuổi? Nghiệp lắm chú trước ơi. Trước ở Campuchia làm cái công việc gì? Ở Campuchia thì mình cũng tu cũng như thường đầu tôi thực với chú đó. Tôi mặn là nghề con cá, giăng lưới, giăng chài này kia nọ. Cũng y gan nhau, mình bắn này cũng mặn vậy. Nhưng mà đó. Con muốn biết là tại sao mình lại quay về Việt Nam? Chú ơi, Campuchia bây giờ tôi nói với chú không phải như hồi thở xưa. Hồi lúc mà tuổi của tụi tôi mà lúc còn 19-20 ha thì mình mặn ăn tự do tự bẩm được. Bây giờ tôi nói chú từ năm 81 đến tới bây giờ là nó bắt buộc dữ lắm chú ơi. Chú đem một tay lưới hai tay lưới ra chú bủa thì nó chạy ra nó bắt nó phạt 200, 300, 400 tiền Campuchia chúng bảy tiền này nghe. Rồi ở 800 ngàn tiền. Mình ở không được thì mình phải về. Tụi tôi về năm 81 mà quá rồi chịu không nổi, hỏi cho mình mặn, mình nghèo, mình mặn, không đủ sống nữa, mình lợi đòi gì nữa, rồi mình giăng lưới, giăng cài một bữa được như trong ngoài 200, để lợi lấy cái 200-300 ngàn rồi tiện đâu. Mới chịu không nổi, mới xuống năm 81 tới giờ rồi. Có nghĩa là bị ép buộc rồi phải đóng thuế? Chú không đóng rồi nó bắt chú bỏ tù. Không, cái người mà đi giăng lưới đó là nó bỏ tù, nó không cho chú đi mặn gì hết. Thì ở trên biển hồ đi giăng lưới thì đàn ông đi không, đàn bà đâu có đi được. Biển mà, đàn ông đi không à. Dù giông gió thì đàn ông ta chịu được, còn đàn bà mà lỡ giông gió chìm ghe chìm cổ là phải chết. Bởi đâu có cho đàn bà đi, đàn ông đi không à. Nè, ông này... Trước năm 81 là con nghe nói làm dư lắm rồi đúng không? Dư á, thì cái dân của người ta có tiền. Ha. Người ta làm dừa, ta làm dừa làm bọng ta chứa cá, căng cá. Ai vậy? Không có. Người ta làm dừa, ta làm lớn, ta căng cá chứa cá, ta bán ra bán vô thì người ta có. Còn như tôi, kiểu mà đi giăng lưới, giăng bọng sống hàng ngày, làm gì mà khá nổi. Không có thì nào mà khá nổi chứ. Tôi năm nay 73 tuổi đầu rồi, tôi chừng nào mà tôi nói giăng dối cho trời hại tôi liền. Không có, sống khổ lắm chú ơi. Bây giờ trển nghe, muốn xuống mà cửa khẩu nó không mở mà không xuống được. Bây giờ nè, cái số mà còn kẹt lại là bây giờ muốn xuống mà không xuống được. Cửa khẩu ở Bích Trình làm sao xuống được. Không có giấy tờ nữa đúng không? Dạ. Yeah. Tôi giờ còn kẹt đến 3 đứa con chứ. Con của tôi á, tôi với ổng thì nói ngay chắc nối là 15 năm rồi. Đây, lúc đó sống, là bà Sáu này cũng sống biển hồ luôn. Thì cũng chung nhau đó. Bà cũng có con, có một đứa con mà nó đi cây gỗ á. Nó đi cây gỗ á, rồi nó chở té làm sao đập đầu nó chết tới giờ luôn là bà khổ luôn. Ở đâu? Ở tại đây luôn. Nhiêu tuổi? 20 mấy giờ cũng vô 40 mấy à. Chết cũng 9-10 năm nay rồi. Có một đứa một đó rồi chết rồi bà khổ luôn. Chứ thằng kia mà còn bà đâu. Nhà nước mình hỗ trợ rất nhiều về cái việc mà những người mà về đây mà. Có nghĩa là hỗ trợ về mặt giấy tờ rồi đó.
rồi sao có những người ta hộ 50 năm là ta có giấy rồi. Mà tôi không biết ở đây làm sao, tôi cũng không dám nói luôn, tôi cũng không dám khả định mà nói. Bây giờ tôi nói chú xuống từ năm 81 giờ mà không ai có giấy tờ đó. Rồi bây giờ bữa hổm mới kéo nhau lên trên huyện chú hiểu rồi. Tại vì mình nghèo, mình không có tiền. Chứ người ta cũng mười mấy hai chục gia đình là tụi tôi là nhỏ này nhỏ em thứ 10. Nhỏ này là nhỏ em chồng thứ 6. Còn nhỏ thứ 9, thứ 8 thì người ta có gia đình ở trên bờ. Còn có nhỏ thứ 10 này với tôi chứ nhỏ này lỡ thế này. Rồi tay chân vậy sao bà nấu cơm ăn được? Thì cũng ráng làm chứ sao giờ. Mặn tay này không được thì mặn tay này. Cũng gọt quẹt mình sống chứ sao. Tôi bẻo lá đó, tôi nói thẳng chú luôn, tôi bẻo lá bao nhiêu người ở đây người ta cũng gầy tôi. Tôi nói ủa, phong bụi cho ghe bà mà tại sao bà bẻo lá. Bẻo lá là như thế này nè mọi người. À. Đó, có nghĩa là treo cái lá lên thôi, đã muốn đã chữ bán gì đó. Cái bẻo lá vậy là biết là đã bán ghe, nhưng mà không có đã chữ đã bán ghe hả bà? Bẻo lá là biết là bán thì ghe. Thì mình bẻo lá vậy người ta biết mình bán rồi. Đó, tôi nói bây giờ của còn, của mắc thì người còn, mà của còn thì người sẽ mắc. Tôi nghĩ là thôi bây giờ chẳng thà tôi cho hết của, yêu cầu cho ổng sống. Bữa hôm tôi đi qua Đồng Nai, tôi qua tới ông thầy mà chữa bệnh, ổng nói thẳng bẳng tôi luôn. Ổng nói bây giờ bà được 20 triệu rồi đem qua đây. Tôi chữa cho ổng là mạnh khỏe là đến tới chừng nào ổng chết thôi. Mà chừng nào mà ổng không hết bệnh thì số 20 triệu đó là tôi trả lời cho bà. Ở trên này có mưa dột không bà? Không, bà không có dột đâu, có tôi dột. À, không dột ha? Dạ, bà không có dột. Lá này sử dụng được bao nhiêu năm? Dạ, lá này chú biết sao không? Tại vì trên ton bà nóng quá nóng rồi bà mới để lá cho mát. Chứ cái ton ở trên thì nó không dột, không chảy gì đâu. Nhưng bà để cho mát mà. Chứ để mưa ton không nóng. Không? Không, có cửa nẻo trên. Đó, có ghe tôi đó, mưa xuống rồi là phải. Thấy ngồi đấy, tôi mua lắm ghe thiệt. Phong bụi cho tôi rồi tôi đi ra mua ghe tôi lắm. Mua về rồi tới tháng 6, tháng 7 nó mưa xuống một cái rồi dột ngồi không được luôn. Nhưng mà cái mạng xuồng, mạng ghe tốt mà. Dạ tốt thiệt mà nhưng cái nó hư cái dàn mui. Bây giờ tiền đâu mà sửa, ông bình không quản cỡ này lấy gì sửa. Bà Sáu. Không có nghe đâu, chú nói tôi đi, tôi đầu lận. Dạ. Ừ. Chứ hỏi gì vậy? Thì hôm nay thì con không biết đến đây thì thấy bệnh bà mà không có thuốc uống á, con thay mặt cho cô My ở Mỹ gửi cho bà 1 triệu nha. Để bà làm, bà có thể bà là sử dụng số tiền này bà mua thuốc uống nha. Dạ nè. Con quà của cô My ở Mỹ. Ta cho 1 triệu, mua thuốc uống. Dạ, nghiệp lắm chú ơi, có khi lắm lúc ổng lúc mà ổng còn đi vớt mũ đồ được đó. Tôi đi bán mũ lần được 500-700 đô, 300-200-300, tôi cầm qua cho 100-200 mua thuốc uống. Rồi bây giờ dạ, rồi bây giờ ông già ông nằm rồi không bằng gì được luôn, từ hồi Tết tới giờ, từ Tết tới giờ luôn là ông không đi được. Rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe nha bà Sáu. Mọi người bây giờ đoạn clip cũng khá là dài và cũng đã chiều rồi, thì vừa hồi xin chân thành cảm ơn cô bác quý chị đã xem video clip đến thời điểm này. Và chân thành cảm ơn cô My ở Mỹ đã đồng hành cũng như là hỗ trợ cho bà Sáu với số tiền 1 triệu đồng để mà bà Sáu có thể uống thuốc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị. Con chào bà ha. Dạ dạ. Nhắc nhở anh nào đưa con đi quá. Dạ tôi đưa vô. Này cá hả vậy bà? Hả? Có đâu rộng không? Bà có làm gì được ta? Cá của người ta cho đó, bà để gặm vô. Của mấy người câu á. Người ta câu này kia nọ, người ta cho bà. Chứ bà có làm gì được đâu. Dạ. Chú thả không? Thả, thả đi. Thả đi, bà cho rồi đó. Cho thả hả? Ừ. À, cho đó bắt mà. Bắt đi, bắt con. Bắt đi, đi chú bắt người đã đi mà nào. Ủa cá này ở đâu có bà? Người ta giăng lưới được, người ta cho bà, tưởng đâu bà ăn, và hồi bà không ăn, bà gặm. Chứ tôi từ cấp người ta mà... cho bà hay sao? Dạ. Rồi từ cái lúc mà tôi lãnh tiền 1 triệu bạc cây câu về tôi không có đi câu. Ừ. Nè. Cái này bà bán nhiêu ký? Trời ơi, trời bà gặm vậy đó, bà có bán gì đâu.
Sao gọng nó mà không ăn mà gọng nó? Thì bởi gì? Đây bà. Mày chứ cho bao nhiêu, thả đây luôn hả? Không, cái ra ngoài xong thả mới được. Trời ơi. Cái thả đây sao thả? Thả đây nó lội lại sao? Để dưới nước đi con dịnh cho. Không, thả đây nó cũng đi không, à. Đi ra ngoài đi bà, ha, được không? Được. Bơi, hỗ trợ con bơi ra ngoài đi. Cá mọi người. Cá chép rất là to. Ừ. Bà cho con ngồi lên với. Đấy. Chiếc ghe này đi được không? Ghe nào? Chiếc này bơi ra được. Ngoài đi được không? Được. Xuống đây có sao đâu. Trời ơi trời. Để qua bển cho ông giật mấy ông đưa đi. Ôi con cá chép to lắm luôn kìa. Sao mà này sao câu hay vậy? Tay giăng lưới. Chứ lúc trước tôi câu hơn cái này nữa. Mà tay từ hồi tôi lấy 10 triệu tới giờ tôi không có câu. Nhờ cái anh nào chở em? Cái xuồng ông đâu rồi tay? Anh chở em ra ngoài xa xa tí được không ta? Ông đi ra phòng không vậy? Dạ. Cá còn quá vậy. Thôi gần thôi. Ra mày xong kìa. Đưa ông vòng luôn để dưới. Sập đâu mà sợ. Ồ con thấy nó ghê quá. Nó sập một cái mình cũng đâu biết đâu bà sao. Chú chừng nào trả lại? Chắc khoảng con sẽ trở lại sớm nhất nha. Dạ. Bà Năm. Dạ. Rồi nhưng mà mọi người biết được số điện thoại của bà Năm có thể liên hệ được bà Năm à. Bye bye bà Năm, chiếc xuồng thấy ghê quá mọi người. Cảm ơn chú. Chạy được không anh? Được. Ủa có chiếc ghe xịn vậy? Mấy lớn người ta mà. Hả? Cái ghe xịn đó mà nợ một phút kìa. Có chiếc ghe vậy là em rồi. Có cái ghe mà nó không có tiền nợ. Ghe này bao nhiêu anh Tây? Chắc mấy chục triệu á. Đúng không? Biết ngày nào nợ người ta biết đấy. Ôi ngồi đó luôn hả? Ôi trời. Sao không? Nó có sao không anh? Để chậm chậm. Anh Tây này là con của bà Năm. Con của ông Năm. Bùi hồ thì không muốn thả gần. Lý do là thả gần sợ mọi người lại câu nữa. Nhưng mà biết cái giọng này này là ở đây có cá rồi. Cá này ở đâu có ta? Ông Văn Lý. Ông Văn Lý. Ông Năm hả? Ủa bà, của ông xa ổng á, bà nhập 16 nè. Bà dọn là Văn Lý á. Dính rồi ông để giọng rồi bán cho ta. Bán cho mấy người tới cá gầm ta thả. Nhưng ổng cũng khổ quá trời rồi. Ngày bán vừa được nhiêu anh? Cũng trăm mài trái 200. Là được nhiêu tiền? Cũng ngày là được cũng vài trăm ngàn, 300-400 ngàn. Có nó chết không ta? Không rồi, dễ gì chết. Dạ. Cá chép này là chân lưới ở dưới này hả? Đúng rồi. Nó lội gần không? Người ta mua người ta vẫn thả đúng không? Đúng rồi, người ta mua người ta thả tới ta không có ăn. Không ăn hả? Ta thả không à. Cá chép này thường thường là như mấy người mà người ta giàu người ta xuống mua người ta thả không à. Chứ người ta không có ăn. Tại người ta nói cá chép này cá chép của một bà ta không ăn. Bờ Tây Sông Hậu, ngay tại thành phố Long Xuyên của tỉnh Tây Giang. Ngày hôm nay có dịp về đây ghé thăm lại hoàn cảnh sống với lại sống với nhiều trong một nhiều hồi hương. Thì vừa ngồi gặp vô tình là gặp mấy con cá chép này nè. Anh ra đây không có dặn trước gì hết á. Chủ yếu là tại gặp bà Năm. Chồng bà Năm anh hả? Chồng bà Năm câu. Ông Năm. Chồng cũng Năm câu. Thì mới đem con nó đi thả thôi. Không có dặn. Phóng sanh thì không được quyền dặn trước. Tại vì phóng sanh, mục đích của phóng sanh á là cứu con cá nó sống. Ví dụ như con gặp con khác mà được. Ta đem cá đó như là mình mua phóng sanh, đó là mình sẽ có một cái phước. Tuy nhiên mình dặn người ta phóng sanh thì mình cầu người ta đi câu đó thì không có nên lắm. Mà tới đây được ăn nó cũng chữa xong mình lại đi ăn. Đã nhiều lần phóng sanh với mấy con cá chép này lắm rồi.
nấm này. Nấm này. Ờ. Ồ. Con cá này nó to lắm. À, con cá. Kinh khủng rồi. Thả cho nó đi đi mọi người. Hai ngày nữa thôi con cá này nó sẽ chết rồi, nó yếu lắm rồi. Hết chưa? Hết rồi. Hả? Hết rồi. Ok, nó lội kìa mọi người. Hả? Thấy nó lội không? Rồi có đi chợ nổi nào, dạ chợ nào vậy ấy chưa? Thôi được rồi, bao nhiêu đó cũng được rồi. Em chủ yếu là đi thả cá thôi. Cảm ơn anh Tây rất là nhiều. Em gửi lại cho anh tiền xăng ha. Chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye anh.